Vùng quê này thật đẹp và yên bình như quê mình vậy. Có cái gì mà dân làng này tụ tập đông vui vậy ta? Chắc làng này đang tổ chức hội thi bơi đó. Vậy chúng ta đậu thuyền ở đây, sông này chắc nhiều tôm cá nên người dân mới no đủ tổ chức ngày hội đây. Chắc có thể lên bờ xem hội được không ạ? Cứ đi chơi thoải mái đi, ngày mai chúng ta mới bắt đầu làm việc. Chuyển sang phần thi lặn rồi. Ai cũng bơi giỏi quá. Còn ai chưa lên không? Vẫn còn người lặn ở dưới sông. Vẫn chưa tìm ra người chiến thắng. Hình như còn một người lặn ở dưới sông. Quang hô, tìm ra người chiến thắng rồi. Vẫn là bà ấy. Cả làng này không ai giỏi bằng bà ấy đâu. Bà ấy là ai mà bơi lặn giỏi quá vậy? Cậu bé mới ở nơi khác đến đây đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy thì cậu không biết bà chúa bơi ở làng ta rồi. Tại sao bà ấy lại được gọi như vậy ạ? Đó là con gái của một gia đình đánh cá từ nhiều đời rồi. Bà ấy rất giỏi về bơi lặn. Khắp làng ta và các làng xung quanh không ai thắng nổi bà ấy. Vì vậy bà ấy được dân làng chúng ta gọi là bà chúa bơi.